Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho cả nhà cái chậu nù tam bố của nhà mình, nó đã thắt ngọn này cả nhà ơi. Nù tam bố là thuộc hàng Lâm Đồng nha cả nhà, hàng tiểu vùng tam bố của Lâm Đồng, của tỉnh Lâm Đồng á cả nhà. Dòng này nở hoa vào mùa xuân nha cả nhà, đặc biệt thân rất là nù. Thân rất là nù cho nên người ta mới gọi là nù tam bố mà cả nhà. Mời cả nhà cùng ngắm chậu lan này nhá. Đây là mình trồng gieo hạt nha cả nhà, nù tam bố gieo hạt. Cả nhà thấy cái hòn bi bi này không? Bi tí ở trong đó, đó là gieo hạt đó cả nhà. Mình bón phân tan chậm nha cả nhà, phân tan chậm đó. Có con giun đang ở bò. Phân tan chậm của phân chì của Nhật. Còn cái viên đen đen là phân trùng quế. Giá thể mình trồng bằng vỏ thông. Vỏ thông to ở dưới, vỏ thông vụn ở trên, vỏ thông Việt Nam thôi nha cả nhà. Thông Việt Nam chứ không phải thông New Gita gì đâu, có 18.000 một ký à. Mời cả nhà cùng xem này, thân em ấy rất là nù, người ta mới gọi là nù tam bố này cả nhà ơi. Thân bự lắm cả nhà. Nhà thấy cái ngón tay cái của mình rất là bự mà em ấy bự không? Lá nù tam bố rất là dày nha cả nhà. Đặc biệt nù tam bố lá rất là dày. Thắt ngọn một thời gian sẽ rụng lá. Thắt ngọn tức là ngọn nó không còn đi nữa này cả nhà ơi. Thắt ngọn là thân nù lại này cả nhà. Thân nù lại và không còn đi ngọn nữa nha cả nhà. Năm nay là mình trồng sang năm thứ ba rồi đó cả nhà, vì gieo hạt năm đầu tiên nó chỉ là hòn bi thôi, xong sang năm thứ hai thì nó hơn hòn bi một xíu. Đây là năm thứ hai này cả nhà ơi, đây là thân mẹ năm thứ hai này cả nhà đó. Và đây là năm nhất này, năm nhất ở dưới nữa, năm thứ hai và năm thứ ba là lên được 4 mầm gốc nha cả nhà đó. Đó cả nhà ơi, ở ngoài trời âm u quá nên mình quay video trong nhà, mọi người xem video có gì thông cảm cho mình nha. Hình ảnh nó không được bằng quay ở ngoài trời đâu, nhưng mà ngoài trời nó âm u mưa bão mà. Đó, nù tam bố, hoa nù tam bố rất là đẹp nha cả nhà. Vì là hàng gieo hạt thì cũng giống hàng rừng thôi. Người ta lấy cái quả người ta đem vào phòng mô người ta gieo á cả nhà. Còn hàng rừng thì mình đi lên rừng rồi cái quả nó già rồi nó bay ra. Nó bay lên cây, nó bay, nó bám vào cây rồi nó mọc. Còn đây là hàng gieo hạt thì người ta lấy cái quả đó người ta đem vào phòng thí nghiệm người ta làm, người ta gieo hạt. Gieo hạt vào cái chai mô đó cả nhà, người ta giống y cấy mô vậy đó. Người ta gieo nó vào khoảng 6 tháng thì người ta sẽ đưa ra ngoài để trồng. Trồng thì mới đầu người ta trồng trong nhà kính thôi, cho nó phát triển tốt, rồi là cỡ 6-7 tháng nữa người ta xuất ra. Xuất ra cho thị trường thì mình mới bắt đầu mình mua về mình trồng. Tức là khoảng hơn 1 năm gì đó là mới đến tay mình trồng đó cả nhà ơi. Mình trồng năm nay sang năm thứ 3, tức là trồng được 2 năm rồi bắt đầu bước sang năm thứ 3 đó cả nhà. Hàng nù tam bố thì thân nó rất mập nhưng nó cũng không được dài mấy đâu nha cả nhà. Thân không được cao mấy đâu. Của nhà mình đây chắc được 35 phân quá. Đây này cả nhà này. Rất là mập luôn á. Thân nhìn đanh thân rất là khỏe cả nhà. Lá nù tam bố đặc biệt lá không to mấy nhưng mà lá rất cứng. Đó. Lá rất cứng, lá rất đẹp. Bây giờ lan thắt ngọn rồi thì mình đang bắt đầu tưới phân để cho nó ra hoa nha cả nhà. Tưới phân mình cho ăn nắng nhiều. Ăn nắng nhiều cho nó căng thân ra. Mình tưới sấu 30-30 pha chung với 1 gram. Sấu 30-30 pha chung với 1cc B1 pha chung với 4 giọt Atonic. Trước khi tưới phân thì chúng ta nên tưới xả nước giống bây giờ này cả nhà.
để cho nước ráo khoảng 15 đến 20 phút chúng ta hãy tưới phân. Sau khi tưới phân khoảng 2 đến 3 tiếng, nếu mà trời nắng gắt thì các bạn nên xả lại phân nhé, để tránh cây lan của chúng ta bị tổn thương vì những cái phân còn đọng lại trên lá đó cả nhà, nó sẽ bị cháy lá lan của chúng ta. Tác dụng của tưới phân trước thì để cho lỗ khí họng ở dưới lá lan nó mở ra đó cả nhà. Tưới nước trước, xin lỗi cả nhà, nếu mà chúng ta tưới nước trước á, thì khi chúng ta tưới phân vào á, thì lượng phân chúng ta tưới thì cây lan sẽ hấp thu được lượng phân tốt nhất, vì là lỗ khí họng dưới lá nó mở ra mà cả nhà. Nù Tam Bố là dòng lan của vùng Di Linh Lâm Đồng nha cả nhà ơi, mình xin chia sẻ cho những bạn nào chưa biết á, để các bạn có thể nắm bắt thêm thông tin về dòng lan Nù Tam Bố này của vùng Lâm Đồng á, Lâm Đồng Việt Nam chúng ta, hàng rừng, xong rồi thường là hàng rừng rất là đắt, hàng rừng Nù Tam Bố cũng rất là đắt nha cả nhà. Một chậu lan này mà hàng rừng Nù Tam Bố mấy năm trước là cũng 6-7 triệu đó cả nhà ơi, nhưng mà bây giờ gieo hạt được rồi cho nên là hàng gieo hạt này thì rẻ thôi. Chậu này 4 thân như thế này thì chắc cũng cỡ gần 1 triệu thôi cả nhà. Mình mua lúc đấy là 360 nha cả nhà. 362 mầm, một mầm là 180. Mình mua 2 năm trước cái một mầm là 180 đấy. Nhưng bây giờ nó rẻ lắm cả nhà ơi, bây giờ nó rẻ hơn nhiều rồi, vì là bây giờ dòng lan gieo hạt nó ra thị trường nhiều lắm. Hàng gieo hạt thì cũng không khác gì hàng rừng mấy đâu cả nhà ơi, vì là nó cũng là hàng gieo hạt, từ hạt mà ra mà. Nếu mà nguồn gốc của em ấy là lan rừng thì em ấy cũng giống rừng thôi, nó chỉ hơi khác một tí. Nhưng hàng gieo hạt rất hay được những mặt hoa khác nhau nha cả nhà. Khuôn Nù Tam Bố thì nó cũng là Nù Tam Bố thôi, nhưng mà nó hơi biến tấu một tí, hơi khác một xíu. Lưỡi hoặc là mắt thì nó hơi khác một xíu. Đặc biệt là dòng lan ở vùng Lâm Đồng rất là đẹp, khuôn hoa lưỡi rất là đẹp, lưỡi rất gọn nha cả nhà. Mình chăm sóc lan rất là đơn giản thôi, đưa cây lan ra về gần tự nhiên cho đơn giản. Mình cắt nước từ từ nha cả nhà. Bắt đầu bây giờ vào tháng 9 là mình, vì dòng này là dòng nở xuân mà, mình tưới phân xong rồi mình tưới từ từ, tưới ít nước đi, tưới dần dần, thưa dần thưa dần ra. Thưa dần dần dần, chúng ta một tuần hoặc 5 ngày chúng ta tưới một lần chứ không cần cắt nước hoàn toàn đâu cả nhà ơi. Cắt nước hoàn toàn thì các bạn có thể cắt hoàn toàn cũng được, còn theo ý kiến cá nhân của mình thì mình không cắt hoàn toàn. Vì cắt hoàn toàn thì bộ rễ nó hay bị tổn thương á, nó hay bị khô rễ, cây lan sang năm phát triển sẽ kém hơn. Cái đó là theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha các bạn ơi, chứ lỡ nhiều bạn chơi lan lâu năm rồi, kinh nghiệm giỏi hơn mình, nếu bạn nào mà có kinh nghiệm hơn thì có thể góp ý cho mình nhé. Mình sẽ xin ghi nhận ý kiến của tất cả mọi người góp ý. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nếu bạn nào mà thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ và đồng hành cùng mình, cùng chia sẻ những mặt hoa lan nhà mình nở, cùng chia sẻ cách chăm sóc lan của mình nha. Thì mình cũng rất mê lan, mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình không bán lan nha cả nhà. Chia sẻ và kết nối đam mê cho mọi người yêu lan, chơi lan, xích lại gần với nhau theo cái cách chăm sóc lan của mình nữa cả nhà ơi, chứ mình không, nói chung là mình không có bán lan trên kênh nha cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, đó, mình rất thích lan, mình cũng rất muốn xem, mình rất hay xem những cái kênh mà trồng về lan, chăm sóc lan nè. Mình ham lan mà, cho nên mình mới làm kênh này để chia sẻ cho mọi người cùng xem với mình cho vui nhé. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Chúc mọi người sức khỏe và an nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới.